Hey yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái kênh chơi game của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục mời người yêu của mình trên cái hành trình lên chiến tướng của mình. Trận này thì team của chúng ta có hai thành viên có cấp và team bạn cũng vậy, nhưng mà chúng ta còn có sức mạnh của tình yêu nữa cơ mà. Nhưng mà team bạn cũng vậy luôn. Đầu game thì mình lên ăn cho mình con bùa đỏ, sau đó chạy qua tính ganh thành Triệu Vân, nhưng mà nó ôm chủ cho nên mình tiếp tục đi farm rừng và sau đó bay ra mid thì gặp ngay cái thằng rat và mình bay vô cho nó hai chiêu thức. Và nó sử dụng cái tốc biến để bỏ vô trụ rồi, cho nên là mình sẽ tiếp tục quay trở về cái cánh rừng bùa xanh của mình để tiếp tục farm thêm, lên được cho mình cái level 4 và phát hiện được vị trí của hai thành viên Adam support team bạn. Mặc dù người yêu mình vẫn chưa tới, nhưng mà mình sẽ sử dụng chiêu cuối nhắm thẳng vào vị trí của hai thành viên này, bay ra sử dụng ra hai chiêu còn lại nhắm vào vị trí của AD. Nó sử dụng ra cái tốc biến vào trong trụ, còn mình thì bây giờ đang mắc kẹt giữa 4 thành viên team bạn. Biết gì mình đợi cho người yêu mình lên là được rồi. Không sao, bây giờ chúng ta chỉ mới là phút thứ 2 của trận đấu và những cái sai lầm đầu tiên nó sẽ được khắc phục khi mà chúng ta cướp được con rồng ánh sáng này. Team bạn dù thắng được cái trận combat nhưng mà vẫn chưa khai thác được cái nguồn tài nguyên, và mình đã làm được cái chuyện đó rồi. Bây giờ chúng ta quay ngược trở lại đây tấn công luôn vào vị trí AD và support, vì chúng ta đang hơn hẳn về số lượng người. Team bạn chỉ có là hai người ở đây mà thôi, và hai thành viên này đều phải nằm xuống, nhưng mà mình chỉ được hai mạng hỗ trợ mà thôi. Hai cái mạng đó đều thuộc về cho AD, nhưng mà không sao, chúng ta có được lợi thế là đã ngon lắm rồi. Mình quay trở về và farm rừng của mình tiếp, phát hiện được vị trí của cái thằng Rat, nó đang ở mid và mình thì vẫn đang tập trung để tăng tiến cái lượng vàng và ra đây để hiệu ứng second motion tấn công một cái thằng Rat và lấy được cái mạng của nó rất là dễ dàng khi mà nó không có còn lại bất kỳ chiêu thức nào. Bây giờ mình đang ở đây cái đường top và mình sẽ chờ đợi cho con cá nó đi lên, phát hiện được vị trí của Triệu Vân rồi. Nó đã mất đi một chiêu thức rồi và nó đã quyết định lui về khi mà con cá nó đã ở đây. Và bây giờ liệu mình có nên băng trụ luôn hay là không? Con cá đã lao vào rồi, Triệu Vân nó vẫn chưa sử dụng chiêu cuối nhưng mà nó đã giết được cá luôn rồi. Mình buộc phải sử dụng chiêu cuối để không bị trụ bắn, và ngay sau đó cũng không thể nào đỡ được với vị tướng Triệu Vân ở trong trụ. Bây giờ đã gần chuyển sang phút thứ 5 và cái KD của mình nó vẫn chưa được đẹp lắm, và mình cần phải đi farm thêm để có thêm đồ mới có thể sóc đam được các thành viên team bạn. Bây giờ AD và support của team bạn là hai con mồi lý tưởng cho mình. Mình đã sẵn sàng cái chiêu cuối và mình sử dụng chiêu cuối lao thẳng vào vị trí của AD, sau đó sử dụng ra chiêu 2 và cái mạng đó đã thuộc về cho thằng Van Hen. Bây giờ mình còn chiêu 1 tiếp cận vị trí của thằng support và nó đã mất đi cái chiêu cuối, trong khi nó vẫn chưa chết cơ mà. Mình vẫn còn chiêu 1 dí theo, nhưng mà bây giờ con gấu nó đã lao ra để nó cản bước mình. Nhưng mà không sao, lợi thế vẫn đang nghiêng về cho phía đội xanh của chúng ta, và mình đã phát hiện con gấu một lần nữa. Mình lao chiêu cuối tới và sử dụng ra hai chiêu thức còn lại, lấy được cái mạng của nó và đồng thời lấy được luôn cái bùa đỏ. Bây giờ lao đây tấn vào vị trí của AD, nhưng mà nó đang có thêm được support, nhưng mà mình cũng có support ở đây rồi, người yêu mình đang ở đây cùng với mình, và cái thằng AD nó cũng đang ở đây nữa, nó đang bắn thằng support cháy máy. Nhưng mà thằng AD chết rồi, nhưng mà cái mạng nó đã thuộc về cho mình. Còn thằng Triệu Vân nó đang móc ngược lại kia kìa, mình vẫn còn chiêu cuối để mình chạy. Và nó đang tấn công vào vị trí của người yêu mình rồi, nhưng mà nếu mình quay lại mình cũng sẽ chết theo người yêu của mình. Nhưng mà mình bây giờ mình không còn đường nào để mình lui nữa rồi. Thằng đó cũng đã tới đây và nó đá cho mình một phát, và như vậy mình đã nằm xuống cái mạng số 3. Bây giờ đã là phút thứ 7 của trận đấu rồi, và cái thằng Triệu Vân nó đang trở thành một cái mối nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể ăn hiếp được vị trí của AD, và mình sẽ làm điều đó thêm một lần nữa. Xuyên chiêu cuối bay ra và xuyên chiêu 1 tiếp cận AD, sau đó chiêu 2 và kết hợp đánh thường lấy được cái mạng của AD dù cho nó có tốc biến. Bây giờ mình sẽ quay trở về và đẩy đàn lính ở khu vực đường trên này cho cao lên, và rất có thể là có một thành viên nào đang ở trong cánh rừng của mình. Không sao, người yêu mình đã phát hiện được vị trí của thằng Rat ở mid, và bây giờ đã phát hiện được vị trí luôn của thằng support. Mình sẽ lao chiêu cuối ra bắt vào vị trí của thằng Teme.
Bây giờ phát hiện được Triệu Vân, người yêu mình đã trói thằng này rồi, và thằng Ban Hen cũng đang ở đây để bắn. Và chúng ta đã có thể đủ sức để có thể giết được thằng Triệu Vân. Tiếp theo đó chính là vị trí của AD và Rat. Hai vị trí này thì mình chỉ cần một combo là sẽ bốc hơi ngay lập tức. Và bọn chúng chỉ có thể là bắt ngược vào phía sau, vào vị trí của con gấu. Nó lại muốn bắt vào AD nhưng mà không thể nào bắt được vì mình vẫn còn đang ở đây. Ta bắt luôn vị trí của thằng Rat, nó chừng nửa cây máu mà thôi. Và như vậy là double kill dành cho mình. Tiếp theo đó chắc chắn là chính là vị trí của con Teoanat. Nó không còn một cái chiêu thức nào. Và con Teme nó cũng bật chiêu cuối quá trễ để có thể cứu được con AD. Và tiếp theo cũng chính là cái mạng của nó luôn. Và cả Triệu Vân cũng đã phải nằm xuống. Và như vậy cả năm thành viên team bạn đều nằm xuống. Và cái đường mid của team bạn thì chỉ còn lại một chỗ cuối cùng mà thôi. Chúng ta đang hơn team bạn về số trụ. Và ta sẽ ăn luôn cái con bùa xanh này và farm triệt để những cái cánh rừng của mình để có thể tối ưu hóa cái lượng tiền và ao đồ team bạn để sóc đam chết được team bạn nhanh hơn. Con cá đã ăn được con tà thần Caesar và mình đã phát hiện được 3 thành viên team bạn đang tập trung ở mid và có cả AD nữa. Như vậy là 4 thành viên mình đã lao vào giữa 5 thành viên team bạn, bắt được AD và lao ra mà không mất một giọt máu nào. Người yêu mình cũng đã cắn được cái con support và thằng AD nó cũng đã bắn chết được cái con support, nhưng mà cái mạng nó đã thuộc về cho Arum người yêu của mình rồi. Bây giờ thì team bạn đã chết hết 2 thành viên, còn 3 thành viên của team mình thì đang đẩy rất cao ở khu vực đường dưới. Còn ở đường trên này mình đang tranh thủ ăn cái con tà thần, nhưng mà có vẻ như là Triệu Vân nó đã phát hiện rồi, nó đang lao tới đây. Nhưng mà mình vẫn còn có thành viên là Florentino ở đây và Triệu Vân nó đã lao vào rồi. Mình chừng trị được con rồng này thành công và thằng Triệu Vân và con gấu nó cũng đều đã phải nằm xuống. Và có vẻ như là cái trận đấu này nó sẽ đến hồi kết khi mà vị trí AD và support của team bạn cũng sẽ nằm xuống mà thôi. Mình sẽ lao chiêu cuối vào, không thể bắt được vào vị trí của AD vì nó đã đứng quá sâu. Nhưng mà không có AD thì vị trí của support và mid cũng đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi AD mà thôi, thì chắc chắn nó sẽ không thể nào thủ được khi mà 5 thành viên team mình đang tràn vào. Và cái trận đấu này nó kết thúc ngay cái thời điểm này. Mình một lần nữa lên được cao thủ 22 sao và chính là MVP. Như một lời cảm ơn vì các bạn đã xem đến thời điểm này, mình có một món quà bất ngờ dành các bạn, nhưng mà phải bấm đăng ký kênh mới có thể nhận được. Bạn bấm rồi, được rồi, món quà của bạn chính là I'm not afraid to
just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Content chất lượng mỗi ngày vào 7 giờ tối. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.